Xin chào bạn đã đến với nội shop linh kiện điện tử. Bên mình vừa có một cái sản phẩm mới, đó là cái bộ linh kiện Steam Kit V2 này. Hôm nay mình sẽ làm clip về đó nha các bạn. Bộ sản phẩm này dành cho trẻ em và dành cho trẻ em từ khoảng 10 tuổi trở lên nha các bạn. Đây là cái bộ sản phẩm tự lắp và nó có liên quan đến kiến thức của một số lĩnh vực như khoa học, công nghệ, kỹ thuật, nên giúp các em có thể nâng cao khả năng tư duy và niềm yêu thích với khoa học kỹ thuật. Tiếp theo mình sẽ mở hộp để cho các bạn xem và để cho các bạn biết tại sao mình nói cái bộ sản phẩm này nó có liên quan đến khoa học kỹ thuật. Cuối cùng các bạn, bên trong có khá là nhiều sản phẩm các bạn. Mình sẽ để cái thùng qua một bên để trống chỗ. Đây là mô hình máy bay chạy bằng dây thun nha các bạn. Nó gồm những cái linh kiện rời và giấy hướng dẫn sử dụng. Đây là nó khi lắp hoàn thành. Khi các bạn xây cái cánh quạt này thì dây thun nó bị xoắn. Và khi các bạn thả ra thì dây thun nó sáng ngược lại, làm cho cánh quạt nó quay. Đây là chuông chạy bằng năng lượng mặt trời nha các bạn. Nó cũng gồm những cái phụ kiện rời với dây hướng dẫn lắp ráp sử dụng. Đây là chuông năng lượng mặt trời khi lắp hoàn thành các bạn. Ở dưới này nó có một cái động cơ và một tấm pin mặt trời, cái khung. Cái chuông này thì có thể cho các em biết được ánh sáng mặt trời hoặc là năng lượng mặt trời có thể tạo ra điện năng để điều khiển thiết bị. Đây là mô hình thuyền chạy bằng năng lượng mặt trời nha các bạn. Nó gồm những cái linh kiện rời với tấm mút để gắn động cơ cho nó nổi trên nước. Nó khi lắp hoàn thành. Đây là mô hình xe 4 bánh nha các bạn. Mô hình này thì có thể giúp các em hiểu rõ hơn về cái cơ cấu hoạt động của xe 4 bánh. Còn đây là mô hình xe tăng. Đây các bạn, khi mình bật công tắc lên thì nó sẽ chạy. Đây là mô hình xe sang số 3 cấp độ nha các bạn. Mô hình này thì nó phức tạp hơn mô hình xe 4 bánh do nó có thêm hộp số. Và khi nó chuyển động thì các em có thể thấy rõ ràng những cái chuyển động bên trong cái hộp số này. Đây là mô hình máy thổi bong bóng tự động nha các bạn. Nó gồm có hai động cơ, một động cơ để khuấy dung dịch tạo bong bóng và một động cơ tạo gió để thổi bong bóng. Đây là mô hình đèn giao thông nha các bạn. Các bạn có thể dùng mô hình đèn giao thông này để hướng dẫn cho các em là khi nào chạy và khi nào phải dừng hoặc là chạy chậm. Đây là mô hình máy phát điện bằng năng lượng gió. Đây các bạn, khi mình gạt công tắc xuống, động cơ nó quay làm cho bóng đèn nó sáng. Còn đây là mô hình robot đi bộ bằng năng lượng mặt trời hoặc điều khiển bằng tay. Mô hình robot có thể cho các em biết là những cái bánh răng có thể tạo thành những cái trạng chuyển động khác chứ không phải là chỉ có tạo thành chuyển động của cái hộp số thôi. Và nó cũng có thể cho các em nhìn rõ khi con robot này chuyển động. Kính lúp các bạn. Đây là động cơ không quả sắt. Khi nó hoạt động thì có thể thấy bên trong của nó. Đây là tua vít hai đầu nha các bạn. Nó có sẵn trong bộ, dùng để dạng ốc tán khi lắp ráp. Đây là vỏ thuyền, mô hình vỏ thuyền.
Còn đây là bộ điều khiển từ xa, gồm bộ thu và bộ phát luôn nha các bạn. Để lắp ráp những bộ linh kiện này thì khá là đơn giản các bạn. Ở trong bộ linh kiện nó có sẵn tờ giấy hướng dẫn lắp ráp, các em chỉ cần nhìn theo là có thể lắp được. Và trên thân linh kiện thì người ta cũng đã khoan sẵn lỗ rồi, chỉ cần nhìn theo là có thể lắp được. Để bây giờ mình lắp thử một phần xem sao. Ở đây người ta nói là bước 1 là phân loại linh kiện, bước 2 lắp trục đồng vào thân robot và lắp bánh răng vào trục, bước 3 là lắp bánh răng vào thân robot. Bây giờ mình sẽ lắp trục đồng vào thân robot. Tiếp theo mình sẽ lắp bánh răng vào trục. Rồi các bạn, lắp cũng khá là đơn giản đúng không các bạn? Trong trường hợp các em chơi lâu có thể chán thì bộ sản phẩm này có thể thay đổi kết cấu bên trong để tạo thành sản phẩm khác nha các bạn. Ví dụ các bạn thay đổi vị trí của những cái bánh răng trong cái con robot này thì nó có thể tạo ra những cái chuyển động khác cho con robot. Hoặc là các bạn có thể kết hợp những cái bộ sản phẩm này với bộ sản phẩm khác để tạo thành những cái bộ sản phẩm lớn hơn. Ví dụ như các bạn kết hợp cái bộ điều khiển từ xa này với xe mô hình hoặc là thuyền mô hình để tạo thành xe điều khiển từ xa, thuyền điều khiển từ xa. Hoặc nếu các bạn không thích dùng cái tấm pin năng lượng mặt trời này để điều khiển chuông gió thì các bạn có thể dùng pin AA này để điều khiển chuông thì sản phẩm sẽ trở thành chuông chạy bằng pin. Nói chung cái bộ sản phẩm System Kit V2 này nó giúp cho các em có thêm kiến thức về khoa học kỹ thuật công nghệ như là biến năng lượng gió thành điện năng, biến quang năng thành điện năng, hoặc là điều khiển từ xa, cấu tạo bên trong của động cơ, và nó nâng cao cái khả năng tư duy của các em qua việc lắp ráp. Và nó còn có khả năng thay đổi vị trí kết cấu bên trong hoặc là kết hợp những cái bộ này với bộ khác để tạo thành những cái sản phẩm mới. Tiếp theo mình sẽ lắp thử vài bộ và quay kết quả cho các bạn xem. Đây là mô hình xe dân số 3 cấp độ kết hợp với bộ điều khiển từ xa nha các bạn. Bộ điều khiển từ xa nó là một bộ riêng và xe dân số 3 cấp độ là một bộ riêng. Đây là mạch phát của bộ điều khiển từ xa. Nó kết nối trực tiếp với nguồn là 3 pin 2A. Còn đầu ra của nó thì kết nối với động cơ của xe dân số để điều khiển. Mạch thu này thì nó điều khiển được hai động cơ. Mình chỉ có điều khiển một động cơ nên nó còn dư ra 2 dây đây các bạn. Còn bộ phát của bộ điều khiển từ xa thì nó dùng 2 pin 2A. Mình để xe ở số này nha các bạn. Ở chế độ này thì xe chạy hơi chậm nha các bạn. Chuyển sang cấp độ khác. Cấp độ này thì xe chạy nhanh hơn. Đây là máy tạo bong bóng nha các bạn. Như lúc nãy mình nói thì nó có hai động cơ. Một động cơ để khuấy vào dung dịch tạo thành màng bong bóng và một động cơ để thổi bong bóng ra. Bong bóng ra của nó cũng khá là nhiều các bạn, nhưng mà nó còn phải tùy thuộc vào cái pin nữa. Các bạn có thể nấu luôn cho nó cái nguồn để nó hoạt động luôn cũng được. Ở cạnh máy thổi bong bóng kia nó hoạt động nha các bạn. Đây là robot đi bộ bằng năng lượng mặt trời hoặc điều khiển bằng tay đây các bạn. Bây giờ mình sẽ điều khiển bằng tay, tí nữa mình đem ra ngoài trời cho nó đi bằng năng lượng mặt trời. Đây là chuông chạy bằng năng lượng mặt trời nha các bạn. Khi mình để trong RAM thì nó sẽ không chạy, mình đem ra ngoài nó mới chạy.
trời càng nắng thì nó sẽ chạy càng mạnh. Nó nắng yếu xuống rồi các bạn, nó cũng từ từ nó giảm dần, nó quay giảm dần. Đây là robot đi bộ bằng năng lượng mặt trời nha các bạn. Và nó khi hoạt động nha các bạn.